Hả? Đúng rồi. Nó chỉ chụp một hai cái đầu thôi, nó cứ đứng con nào mà không chụp nó có thể nó đứng nó. Đi chuyện to thật đấy con này, to vãi đái. Con này thì không chê được cái gì rồi. Quá xuất sắc. Meo. Bỏ thôi đấy. Meo. Lão già bạc đầu. Qua có con khiếu mơ mà dạ đòi đã bọn đòi đắt quá đeo mua được. Con này to như khiếu ấy nhỉ. Con này đúng là đéo chê được cái gì. Chỉ chê mỗi giá nó đắt. Mà không chê được cái gì. Bóng bộ vậy, đuôi xòe cứng. Anh bảo thế lắm. Tại mày cứ rủa chi mày trúng gió. Hôm qua dọa nó, hôm nay phải xuống bắt ngay, không là nó sợ đêm mới không dám ngủ. Siêu phẩm cực đỉnh, to như con trâu. Trời mẹ, con này phải bảy mấy, con này phải trên đầu bảy là chắc. Hello Tuyến. Thả được mà, con này thả thoải mái rồi. Tí anh thả cho xem. Con nào cũng thả được, chim cứ thuần là thả được hết. Về với anh nhá. Về với anh cho ăn cám ba vì nhá.
anh em chiêm ngưỡng tuyệt phẩm của thiên nhiên nhé. Mờ này mới đẹp, mờ còn còn có khoang cổ ấy kia mới đẹp. Để ra chơi bạch, bạch không thích bằng mờ đâu mà. Nhẹ bạch một màu trắng chả có cái gì. Giọng quá phê anh Công Hoan ạ. Con này thì chấm hết rồi, không còn gì để nói đấy. Con này không bao giờ còn điều gì để nói ấy. Chấm hết. Đấy, đâu là con thứ hai như này nhỉ? Nói chung là có thì có con hơn, có con kém ấy, nhưng mà nói bảo có con nó giống nhau như thế này thì không có thật. Còn nhiều con nó hơn. Đẹp. Hả? À đủ. À vườn chuối đâu không sợ đâu. Con nào đấy? À đủ. Chào mái ra, chào đực ra không sợ đâu mà. Mẹ đúng thật.